chương một ta phục sinh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tin tức mới nhất tam hoàng đường vừa phát sinh đồng thời nghiêm trọng say rượu lái xe sự cố sự cố tạo thành một người trọng thương hai người vết thương nhẹ trọng thương người gọi trương dương là ta đài một tên thực tập người chủ trì theo hiện trường người chứng kiến giới thiệu trương dương bị thương nguyên nhân là vì cứu hai cái đến trường nhi đồng ta vì chúng ta có như vậy đồng sự mà cảm thấy kiêu ngạo ha, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Trương Dương chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Ta đây là ở đâu? Hắn chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Ngươi đã chết rồi. Một thanh âm non nớt không nhanh không chậm địa trả lời. Trương Dương sợ hết hồn. Ai đang nói chuyện? Vừa dứt lời, một màn hình giả lập không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn trước người, bên trong là một bệnh tóc bé gái âm thanh thình lình chính là từ trong miệng nàng phát ra ta đang nói chuyện ngươi ở đã chết rồi chết rồi trương dương biến sắc mặt nhớ tới buổi sáng hôm đó tai nạn xe cộ chết rồi ta lại chết rồi lại liền chết như vậy ba mẹ nhọc nhằn khổ sở đem ta cung đến đại học ta còn chưa kịp báo lại bọn họ sẽ chết trương dương ánh mắt đờ đẫn ngươi là bị điểm huyệt như thế ngồi ở tại chỗ không thể động đậy trong màn ảnh bé gái nghe được hắn tự lẩm bẩm, nói rằng Ngươi là bởi vì cứu cái kia hai cái đứa nhỏ chết, vì lẽ đó ba mẹ ngươi có thể được mấy trăm ngàn bồi thường. Hơn nữa ngươi còn có cái đệ đệ nha, có hắn chăm sóc bọn họ đây. Trương Dương mặt không hề cảm xúc địa nhìn một chút nàng, lại quay đầu nhìn một chút cái này hoàn toàn xa lạ gian phòng, như là tỉnh táo một điểm, câu mày hỏi. Ngươi là ai? Này lại là nơi nào? Địa ngục dài như vậy ta là tới tự tương lai cao cấp computer, ta vốn là đã chết rồi, nhưng đi theo bên cạnh ngươi hơn 20 năm, ta lại bị ngươi thai ngán sống. Bé gái chỉ chỉ trên tay hắn nhẫn, ta liền ở nơi này diện. Nhẫn. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay trái trên ngón áp út ngân chiếc nhẫn màu trắng. Chiếc nhẫn này là hắn 4 tuổi nhiều thời điểm ở một dòng sông một bên nhặt được, lúc đó chơi vui đem nó đeo ở trên tay, kết quả nhưng chết cũng rút không tới, liền như vậy vẫn theo hắn hơn 20 năm chiếc nhẫn này là đến từ tương lai kết quả chờ một chút ta ta thai ngán ngươi trương dương một mặt khó mà tin nổi ta một đại nam nhân làm sao liền thai ngán ngươi a à? đi theo bên cạnh ngươi hơn 20 năm ta bị ngươi khí huyết cứu sống bé gái đúng là rất chăm chú địa gật gù chính là bởi vì ta sống vì lẽ đó ta mới có thể đem ngươi cứu sống a à? ngươi hiện tại mới có thể xuất hiện ở đây a à? chờ một chút ta có chút mộng trương dương bỗng nhiên mở to hai mắt ý của ngươi là ta còn chưa có chết ngươi không phải không chết ngươi là phục sinh này có khác nhau sao có a à, phục sinh cùng không chết là hai việc khác nhau nha bé gái rất chăm chú với hắn giải thích trương dương không muốn lưu ý những chi tiết này kích động nói ngược lại ta hiện tại còn sống sót là được rồi đúng vậy ngươi còn sống sót ta đem ngươi cứu sống. có điều nơi này đã không phải địa cầu, thế giới này cùng địa cầu tương tự độ cao tới 95%, trừ giải trí văn hóa có khác nhau ở ngoài, những khác hầu như giống như đúc. không phải địa cầu. trương dương một mặt sợ hãi, vừa phục sinh vui sướng trong nháy mắt bị dội rửa. ngươi không phải ở nói đùa ta chứ? không có nói đùa a. À. bé gái một mặt vô tội, ngươi trên địa cầu thật sự đã chết rồi ta nghe được những người kia nói muốn đem ngươi hỏa thiêu, quýnh lên bên dưới liền mang ngươi chạy. Nếu như ngươi bị đốt, ta cũng sẽ chết. Ngươi! Ngươi mang ta chạy. Liền! Liền như vậy đem ta cả người từ địa cầu mang tới nơi này. Trương Dương vung tay múa chân, nỗ lực muốn đem ý của chính mình nói rõ. Ngươi đây là ở đậu ta sao? Sao có thể có chuyện đó? Siêu thời không chuyển đổi ngươi khi ngươi chơi rét a đây bên này một trảo bên kia ném đi liền qua ta nhưng là cái người sống sờ sờ a à. ngươi nhường ta làm sao tiếp thu sự thực này không ngờ bé gái nhưng là gật gật đầu đúng vậy chính là như vậy a à. trương dương kinh ngạc mà nhìn nàng trầm mặc một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi vì lẽ đó ta ta là đột nhiên xuất hiện ở thế giới này đúng vậy có điều ngươi không cần lo lắng ngươi có thân phận tư liệu ta chuẩn bị xong cùng địa cầu như thế có theo có thể tra cái kia ở thế giới này ta là người cô đơn đúng đấy ta còn có thể trở lại sao không biết a à? cái gì gọi là không biết trong thời gian ngắn ngươi khẳng định là không thể quay về ta không có năng lượng trương dương môi giật giật mấy lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không nói gì đứng dậy tìm chiếc gương thân thể vẫn là thân thể của chính mình mặt vẫn là mặt của mình như trước kia không khác nhau nơi này không phải địa cầu đây là một thế giới khác hắn vẫn là không quá tin tưởng nhìn thấy bên cạnh có máy vi tính hắn đi tới lúc này màn hình giả lập trên bỗng nhiên lóe lên một cái bé gái lại mở miệng nói chuyện vì cứu ngươi ta năng lượng đã tiêu hao hết ta hiện tại muốn hôn mê bé gái ngáp một cái thân thể trở nên mơ hồ lên đúng rồi ta biết ngươi muốn làm một đứng đầu nhất minh tinh ta ở lúc đi đem địa cầu truyền hình ca khúc đều mang tới làm như để chứng minh lời của mình màn hình giả lập hơi lóe lên vô số truyền hình ca khúc tên không đứng ở trên màn ảnh lấp lóe trương dương lập tức cuốn lên hôn mê này lại là cái gì động tác võ thuật a à, ngươi muốn hưu tới khi nào a à, ta có việc tìm ngươi làm sao bây giờ ngươi danh vọng chính là ta năng lượng có năng lượng ta sẽ tỉnh rồi ngươi nhanh đi kiếm lời danh vọng đi màn hình giả lập trên chỉ có truyền hình ca khúc liên tục lấp lóe nơi nào còn có thể nhìn thấy tên tiểu tử này bóng dáng danh vọng chính là tiếng tâm danh tiếng thành tựu loại hình sao trương dương nhìn thấy màn hình giả lập phía dưới viết danh vọng hai chữ ở hai chữ này mặt sau còn có một con số không muốn bao nhiêu danh vọng ngươi mới có thể thức tỉnh có danh vọng muốn làm sao cứu ngươi a à? Trương Dương quay về phòng trống kêu mấy lần, không có bất kỳ đáp lại. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trương Dương trong đầu một đoàn hồ dáng, ngơ ngác nhìn trước mắt màn hình xuất thần. Mấy phút sau, hắn đánh chính mình một bạc tay. Đau rát. Hắn nhìn thấy trên tường có đài Tivi, mở ra. Tân Duệ đạo diễn Trần Hiểu Tiểu thành bản hài kịch, gặp chuyện bất bình, thành năm nay to lớn nhất hát mã giới ca hát thiên hậu Giang Thi Kỳ mới ca nóng nảy, có yêu sách xưng Hollywood đạo diễn mời gia nhập liên minh mới điện ảnh. CCTV, dương chính khí xuất hài hòa, chủ đề công ích quảng cáo hừng hực thu thập bên trong. 80 đời sau biểu tác gia hàng hàng mới tiểu thuyết, thế giới, tiêu thụ nóng nảy. Mang quả thai mới đẩy tống nghệ tiết mục, Gia tóc thoát đi, thu coi đê mê, bá chủ địa vị khủng khó bảo toàn. Cái khác về thị động tỉnh tầng ra, năm vị trí đầu vệ thì hoặc đem một lần nữa thanh tẩy. Trương Dương ánh mắt đờ đẫn đổi lại đài, ám đạo thế giới quả nhiên là thay đổi. Nhưng là, sao lại có thể như thế nhỉ? Chuyện như vậy thật sự phát sinh ở trên người mình. Hắn chợt nhớ tới xem qua một bộ kịch truyền hình gọi, xuyên qua thời không yêu say đắm, bên trong người chính là cả người xuyên qua đến cổ đại. Sau đó hắn lại nghĩ tới châu tinh trì, đổ hiệp, cái kia càng khuếch đại, một số người lớn tập thể đi xuyên qua nhưng là nhân gia tốt xấu là xuyên qua từng tới đi tới hắn này trực tiếp xuyên thủng một thế giới khác xem như là chuyện gì à xuyên qua từng tới đi ta còn có thể dựa vào hiện đại tri thức làm giàu làm giàu này xuyên thủng một thế giới khác chờ chút trương dương bỗng nhiên nhớ lại bé gái mới vừa nói ngẩng đầu nhìn cái kia màn hình giả lập màn hình giả lập trên vô số truyền hình ca khúc tên chính đang không ngừng lấp lóe Hắn ở phía trên điểm một cái, ra tới một người tìm tòi khuôn. Hắn đưa vào, đại thánh trở về, click truyền phát tin. Điện ảnh ngay ở màn hình giả lập trên bá ra. Hắn nháy mắt một cái, lại sưu cái khác mấy bộ phim, rất nhanh bị tìm được. Hắn lại sưu mấy bộ âm nhạc, tương tự là rất nhanh bị tìm ra. Tiểu thuyết, tiết mục TV, quảng cáo, thơ từ, chỉ cần là trên địa cầu có đồ vật, ở đây đều có thể tìm ra. Nhìn những thứ đồ này, Trương Dương trầm mặt rất lâu. Quên đi, một thế giới khác liền một thế giới khác đi, tốt xấu còn sống sót. Trước tiên nghĩ biện pháp đem Tiểu Từ kia làm tỉnh lại, đến thời điểm nhìn lại một chút có biện pháp nào hay không trở lại. Xuyên qua thời không yêu say đắm, bên trong tiểu chơi tử cuối cùng không phải trở lại sao? Nàng không chỉ trở lại, còn đem Chu Duẩn Văn cũng mang về. Nói không chắc ta cũng có thể ở đây mang cái đại mỹ nữ trở lại đây danh vọng danh vọng kiếm lấy danh vọng nhanh nhất ba cái ngành nghề đơn giản chính là từ chính kinh thương cùng giới diễn viên từ chính cùng kinh thương hắn không cần nghĩ này quá khó khăn ngao đến có thể kiếm lấy danh vọng vị trí không biết muốn mấy chục năm sau cái kia cũng chỉ còn sót lại một giới diễn viên vừa vặn trong chiếc nhẫn có nhiều như vậy tác phẩm hắn đương nhiên là hướng về phương hướng này phát triển cũng được trên địa cầu thời điểm ta đã nghĩ làm một người đại minh tinh, vừa lúc ở nơi này thực hiện nguyện vọng này. Hắn mở ra computer, bắt đầu tìm hiểu thế giới này với diễn viên cầu vốt 10 đồng cuối chương. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.